Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư, hôm nay em Hưng xin gửi đến mọi người một kèo đất cực thơm tọa lạc tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nền đất của chúng ta có diện tích hiển thị trên sổ là ngang 8m2, dài là 28.8, có 100m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 237,5m2, trong đó có 137,5m là cây nâu năm. Đất của chúng ta nằm ngay khu vực dân cư, cách với đường DH507 chỉ trong bán kính là 80m thôi ạ. Và cách với Ủy ban Nhân dân và trường học chỉ trong bán kính là 400m thôi ạ. Khu vực trung tâm của xã Tân Hiệp, đất của chúng ta có mặt tiền là đường bê tông rộng 6m, đường thông thoáng. Khu vực dân cư, đất của chúng ta có mặt tiền quay về hướng Bắc ạ. Và mọi người có thể quan sát được khu vực xung quanh của nền đất của chúng ta. Khu vực trung tâm của xã Tân Hiệp, đường DH507 này thì đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m. Khu vực thì dân cư đông đúc, buôn bán đủ loại mặt hàng thích hợp với cô chú anh chị mình mua nền đất này để cất nhà. Ngày trước gia chủ mua với mức giá là 1 tỷ 560 triệu, tuy nhiên trong thời điểm hiện tại thì gia chủ chỉ bán với mức giá là 990 triệu mà vẫn còn thương lượng cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay qua số điện thoại hiển thị trên màn hình nha, hoặc có thể kết bạn với em qua Zalo ạ. Nền đất của chúng ta là đất bằng phẳng, nằm khu vực dân cư, có cái diện tích hiển thị trên sổ là ngang 8m25, dài là 25.8, có 100m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 237,5m2, trong đó có 137,5m là cây trồng lâu năm ạ. Mặt tiền đường bê tông Tân Hiệp 18, bê tông này thì có chiều rộng là 6m, hai ô tô né nhau thoải mái, đường thông thoáng, khu vực dân cư, trên đất thì đang trồng những cây cối ở đây. Cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha. Nền đất của chúng ta di chuyển ra trường Ủy ban Nhân dân trong bán kính là 400m thôi. Trong phạm vi 400m chúng ta sẽ tiếp cận được là ủy ban này, y tế này, trường học. Trường học chúng ta có là trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ngoài ra còn tiếp cận được nhà thờ Tân Hiệp trong bán kính là 1,3 km. Và từ vị trí nền đất của chúng ta di chuyển ra đường DT741 chỉ trong bán kính là 5,5 km, cũng như là tiếp cận được là trung tâm thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Ở ngoài đó thì đầy đủ mọi tiện ích. Và hình ảnh trên đây ấy là khu trung tâm của Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp ạ. Theo thị trường hồi đất sốt thì nền đất này ngày trước gia chủ mua vào với mức giá là 195 triệu trên 1m. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại tính ra thực tế chỉ còn là 123 triệu trên 1m thôi cô chú anh chị ạ. Tổng giá trị đất của chúng ta là 990 triệu, vẫn còn thương lượng nha. Cô chú anh chị mình quan tâm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em Hưng ngay nha. Đất bằng phẳng ngay khu vực dân cư. Sổ hồng riêng được cấp ngày 23 tháng 6 năm 2022. Trong bán kính là 80m chúng ta sẽ di chuyển ra đường DH507. Và tuyến đường DH507 này thì đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m. Và ở xã Tân Hiệp của chúng ta thì gần với xã An Linh. Ở bên xã An Linh thì đang được quy hoạch khu công nghiệp với quy mô là 1.000 hectare. Khởi công vào năm 2026 này, chủ đầu tư là BKMET ạ. Đất của chúng ta thì bằng phẳng. Từ 1 tỷ 560 triệu, gia chủ bớt cho chúng ta còn 990 triệu thôi. Cô chú anh chị mình đã sở hữu ngay một nền đất khu vực dân cư, mặt tiền đường bê tông, quay về hướng Bắc. Để cô chú anh chị mình có thể là xây dựng nhà nha. Gần sát với đường DH507, đầy đủ mọi tiện ích ạ. Sau đây em mời cô chú anh chị mình cùng tham khảo thêm ha. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ạ.